Chili Boy là của tất cả anh em. Anh em đóng tiền cho nó. Tao muốn tổ chức lại Chili Boy theo chế độ hội đồng quản trị. Cần làm gì thì bỏ phiếu. Sẽ không còn cái chế độ độc đoán, chuyên quyền như thời thằng Vương trước đây. Tao không cần biết thằng Long có nhả ra hay không, bởi vì điều đấy không quan trọng. Chili Boy là của tất cả anh em. Anh em nói phải thì nó là phải. Anh em nói trái is not right. Cảnh này làm nhiều tôi cuốn phía bên kia một tối nên từng nói đấy.